xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 19 tháng 11 năm 2022 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc Phần trình công việc của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không mấy suôn sẻ. Việc thiếu kiên định và quyết đoán là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới những trường hợp dở khóc dở cười. Tuổi tỷ nên dành thời gian xác định lại mục tiêu, khả năng của mình để những nỗ lực của bản thân được đền đáp xứng đáng. Tình cảm, phần trình tình cảm cảm sắc. Mối quan hệ tình cảm của bản mệnh với nửa kia gặp nhiều ngàn cách cản trở do không nhận được sự ủng hộ từ người thân, bạn bè mâu thuẫn càng trở nên gay gắt do người trong cuộc không có ý muốn làm hòa với nhau. Tài chính, vận trình tài lộc gặp biến động, công việc diễn ra khó khăn, các dự án đầu tư gặp nhiều vấn đề khiến cho tình hình tài chính trở thành nỗi lo lớn. Cẩn trọng Sức đề kháng kém đi trông thấy bản mệnh nên dành thời gian cho việc tập trung, luyện tập, thể dục, thể thao thường xuyên. Tuổi giáp tí Bên cẩn trọng trong công việc, gặp vấn đề phải kiên nhẫn tuổi Bính Tý nên trùng tình cảm để giải quyết mọi việc tránh đối đau tuổi Mậu tí tài lộc rủng rỉnh tự tạo ra những khoản thu nhập tốt tuổi Canh tí được người thân bạn bè giới thiệu cho những mối làm ăn khả quan tuổi Nhâm tí mối quan hệ tình cảm em đẹp nhờ có sự thấu hiểu và cảm thông con số may mắn số 54 số 2 màu sắc may mắn màu xanh da trời quý nhân phù trợ tuổi mão 2. tử vi ngày của tuổi sửu công việc vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng hành thông nhờ tính tình thân thiện rộng lượng hay giúp đỡ người khác nên người tuổi sửu được lòng cấp trên lẫn đồng nghiệp đây là cơ hội tốt để con nhấp này có thể đề bạc nguyện vọng quan điểm của mình lên trên tình cảm vận trình tình cảm ấm êm trong ngày hôm nay con giáp này có được tình yêu bền chặt khẳng khích dù cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi những hiểu lầm mâu thuẫn nhưng người trong cuộc luôn biết cách dung hòa lẫn nhau tài chính vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ công việc diễn ra thuận lợi các hạng mục đầu tư thu được lợi nhuận cao đem lại cho con giáp này cuộc sống thoải mái dư giả cẩn trọng, khả năng quan sát, sắp xếp, công việc chưa khoa học nên không đạt được hiệu quả cao. Tuổi, ất sủ, công việc thuận lợi nhờ tài năng và cơ hội thể hiện mình. Tuổi, đinh sủ, tự tạo ra không gian phát triển bản thân trong tương lai. Tuổi, Kỷ sủ, tỏa sáng nhờ sự năng động và tin tưởng trong công việc. Tuổi, tân sủ, tập trung vào công việc chính là tiền bạc không có gì phải lo. Tuổi Quý sổ, tình cảm vô cùng thuận lợi, đón nhận nhiều tin vui. Con số may mắn số 8, số 20, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi giàu 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dân, công việc Vận trình công việc của người tuổi dân trong ngày hôm nay diễn ra có chút bất ổn. Tuổi dân nên tự cao và nâng cao khả năng của mình. Trong khi làm việc nhóm, vì sự kết nối với tập thể bao giờ cũng thu được những kết quả cao hơn. Nếu quá trình hợp tác gặp vấn đề, con giáp này có thể tìm tới sự can thiệp của những người xung quanh. Tình cảm, vận trình tình cảm khởi sắc, tình yêu lửa đôi giữ được sự hạnh phúc và ăn ý, phối hợp nhịp nhàng. Người độc thân mau chóng tìm được người thương nhờ cách thể hiện tình cảm khéo léo và chân mực. Tài chính, vận trình tài lộc đi xuống, đêm bảo có họa hào tài đổn của nên người tuổi dần cần phải hết sức thận trọng trước các quyết định đầu tư hợp tác. Cẩn trọng, tâm trạng tiêu cực, bi quan nên không kiểm soát được hành vi của mình. Tuổi giáp dân, con đường tài lộc trong ngày tăng tiến không ngừng. Tuổi bính dân, làm việc với những người đồng nghiệp, khách hàng ăn ý. Tuổi mậu dân, công việc có phần thuận lợi hơn thường ngày tuổi canh dần nhân duyên hài hòa đi đâu cũng có người giúp đỡ tuổi nhâm dần mâu thuẫn xung khắc tình cảm xảy ra liên miên con số may mắn số 22 số 3 màu sắc may mắn màu xanh rêu quý nhân phù trợ tuổi hợi bốn tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc phần trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên mọi bước đi của con giáp này đều được hỗ trợ hết mình. Tuy nhiên, may mắn không phải lúc nào cũng có, bản mệnh nên nỗ lực bằng chỉnh thực lực và vốn kinh nghiệm của mình. Tình cảm, vận trình tình cảm tương đối tốt đẹp, người độc thân thông qua sự may mối giới thiệu mà có buổi hẹn hò lãng mạn. Ở con giáp này có sự bỡ ngỡ, ngại ngùng, nhưng sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai người giúp mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường. Tài chính, vận trình ta lộc đón nhận tình vui bất ngờ, vận may lớn đem tới cho người tuổi mão nguồn thu nhập đáng kể, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cẩn trọng, lời nói thiếu suy nghĩ dễ gây hòa cho chính bản thân. Tuổi ất mão, đề phong rủi ro trong công việc ập tới bất cứ lúc nào. Tuổi đinh mão, có điềm bảo kẻ tiểu nhân quấy phá công sức dễ đổ sông đổ biển. Tuổi kỷ mão có thể phải trả giá vì sự mất tập trung chủ quan tuổi tân mão nên cẩn trọng và tỉ mỉ trong từng việc mình làm. Tuổi quý mão tình yêu lửa đôi thường xuyên gặp nhiều trong gai. Con số may mắn số 17, số 5, màu sắc may mắn, màu xanh lá cây, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tí. năm Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Đây là cơ hội tốt để người tuổi thìn thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình ở các lĩnh vực yêu thích. Nếu nhanh nhạy nắm bắt mọi thời cơ trước mắt, cơ hội thăng tiến dành cho con giáp này sẽ là rất lớn. Tình cảm Phần trình tình cảm tiến chuyện tốt đẹp, các cặp đôi có thể duy trì mối quan hệ tình cảm được lâu dài là nhờ sự kiên nhẫn, bao dung, thấu hiểu lẫn nhau. Vì vậy, sau mọi sóng gió trở ngại, tình cảm đôi lửa lại thêm thắt chặt và mặn nồng hơn. Tài chính, vận trình tài lộc dò dào, cơ hội kiếm tiền ở ngay trước mắt, chỉ cần người tuổi thân tập trung vào đó là cơ hội được nâng cao nguồn thu nhập cho mình. Cẩn trọng, đấu tranh tư tưởng mãnh liệt chỉ càng khiến bản mệnh mệt mỏi chán nản hơn. Tuổi giáp thân gặp được quý nhân đón thành công và niềm vui bất ngờ. Tuổi bính thân, kế hoạch diễn ra rất suôn sẻ từ đầu đến cuối, tuổi mậu thân được quý nhân ủng nắng kịp thời nên đi đúng đường tuổi canh thân có được thiện cảm trong đàm phán và gặp gỡ đối tác tuổi nhâm thân chuyện tình cảm chẳng được bình yên như vẻ bề ngoài con số may mắn số 25 số 74 màu sắc may mắn màu cam quý nhân phù trợ tuổi hợi 6 tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc Phần trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khó khăn. Một vài vấn đề rắc rối phát sinh đột ngột khiến cho con giáp này mất bình tĩnh và lòng tin vào khả năng của mình. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng không tốt, nếu có chuyện không hài lòng thì cần phải thẳng thẳng gấp ý. Tình cảm, vận trình tình cảm không được như ý muốn. Tuổi tỵ vì không kiểm soát được tâm tình, cảm xúc của mình nên dễ nói những lời làm tổn thương đối phương hãy học cách lắng nghe, quan tâm tới nửa kia nhiều hơn nếu không muốn mỗi quan hệ càng ngày càng xa hơn. Tài chính, vận trình ta lọc gặp trở ngại, mọi cơ hội kiếm tiền đều bị tiểu nhân cướp mắt ngay trước mắt, bản mệnh nên có sự chuẩn bị cho mình. Cẩn trọng Việc bỏ bữa liên tục dễ khiến cho cơ thể gặp những vấn đề phức tạp. Tuổi ất tỵ đạt được những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp, tuổi đinh tỵ luôn đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho bản thân. Tuổi kỷ tỵ quý nhân xuất hiện mang tới những tin vui về tiền bạc. Tuổi tân tỵ người kinh doanh có duyên nắm bắt được xu hướng. Tuổi quý tỵ đôi lửa vẫn còn nhiều trở ngại cần phải vượt qua. Con số may mắn số 9, số 71, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc. Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Nhờ cấp trên tín nhiệm nên con giáp này dễ dàng nhận được nhiều nhiệm vụ quan trọng, có tính chất, quyết định đến việc thăng quan tiến chức. Chỉ cần người tuổi ngọ tập trung vào công việc của mình thì cơ hội sẽ tiến xa hơn là rất lớn. Tình cảm, vận trình tình cảm đi xuống, người tuổi ngọ dễ bày tỏ sự nóng giận, bực tức vô cỡ với những người thân yêu bên cạnh của mình. Điều này dễ gây ra cho đối phương cảm giác mệt mỏi, thiếu tôn trọng. Tài chính, vận trình tài lộc hành thông, tài chính vững chắc giúp cho con giáp này an tâm củng cố chất lượng cuộc sống hiện tại trên nhiều phương diện. Cẩn trọng Bản mệnh gặp các vấn đề rắc rối liên quan tới giấc ngủ do ảnh hưởng của chế độ ăn uống, rèn luyện thể chất lẫn tâm lý. Tuổi giáp ngọ công việc khó được hành thông xuân sẻ như ý. Tuổi bính ngọ, đề phòng có kẻ tiểu nhân đang ganh ghét đổ kỵ. Tuổi mậu ngọ, không nên tiến hành những kế hoạch lớn trong ngày. Tuổi canh ngọ, con đường tình duyên nhiều nỗi chắc trở. Tuổi nhâm ngọ, nên suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra những quyết định. Con số may mắn số 81, số 22, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ. Tuổi Tý 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi công việc Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra có chút bất ổn để giải quyết khỏi lượng công việc vô cùng ồ ạt ập tới. Người tuổi mùi nên có sự sắp xếp hợp lý và khoa học. Đó là cách hiệu quả nhất để con giáp này hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách nhanh chóng và suôn sẻ. Tình cảm Vận trình tình cảm kém sắc Tuổi mùi trong ngày hôm nay sẽ có kẻ thứ ba bước chân vào mỗi quan hệ của hai người. Tình cảm lửa đôi cũng dễ bị rạn nứt, đổ vỡ do các tác nhân bên ngoài là chủ yếu. tài chính vận trình ta lộc vượng phát, nhờ cỏ quý nhân nâng đỡ, vận trình của người tuổi mùi hãy cứ an tâm, đón nhận tiền bạc đổ về ao ao. Cẩn trọng, suy nghĩ tiêu cực, hành động thiếu khôn ngoan dẫn tới nhiều tai họa nghiêm trọng tội ớt môi có thể sẽ giành được nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp Tuổi Đinh môi được nhìn nhận đúng đắn về sự bản lĩnh và tài năng Tuổi kỹ môi luôn sẵn sàng đổi đầu với khó khăn và tìm cách giải quyết Tuổi tân môi nên khắc phục sự bảo thủ, ngại thay đổi của mình Tuổi quỷ sủ tình yêu không còn nồng nhiệt như thở ban đầu Con sổ may mắn số 57, số 8 Màu sắc may mắn màu xám quý nhân phù trợ tuổi dân chính tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra hành thông nhờ tam hợp cục nâng đỡ mà con dắp này dù hoạt động trong lĩnh vực nào hay tiến hành những kế hoạch nào cũng đều thuận lợi đủ đường Tuy nhiên nếu muốn có bước tiến xa trên con đường sự nghiệp thì đừng vội hài lòng với những thành tựu trước mắt tình cảm vận trình tình cảm tốt đẹp tình yêu lửa đôi giữ được sự nồng nàn như thuở ban đầu. Còn người độc thân có nhiều cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương từ những người đang theo đuổi của mình. tài chính vận trình ta lộc vô cùng rực rỡ, dự bảo người tuổi thân sẽ có nhiều cơ hội nhận được khoản tiền bất ngờ như trúng số hay trúng thưởng. Cẩn trọng, ôm đồng công việc chỉ kiến bản thân mệt mỏi, căng thẳng. Tuổi chấp thân gặp phải không ít khó khăn trở ngại trên con đường tài lộc tội bệnh thân dễ bị hao tổn tiền của mà không giải quyết được vấn đề gì tội mậu thân quá nhẹ dạ cả tin nên dễ bị lừa gạt lợi dụng tội canh thân đôi lửa sẽ có những mâu thuẫn nhỏ nhưng giải quyết khá nhanh tội nhâm thân phải chú ý giữ an toàn bảo vệ sức khỏe của bản thân con số may mắn số 23 số 1 màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mão 10 tử vi hàng ngày của tuổi giàu công việc vận trình công việc của người tuổi giàu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khó khăn đêm bảo có tranh chấp lợi ích hay xích mích xung đột với đồng nghiệp tuổi giàu cho để những cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng tới hòa khí trong môi trường làm việc tập thể dù có rắc rối gì xảy ra cũng hãy tin rằng có sự bình tĩnh là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề tình cảm Phần trình tình cảm không được như ý muốn, ngay tương phá dạy kiến cho người tuổi dậu bày tỏ những cảm xúc tiêu cực, nóng nải vô cớ với nửa kia của mình. Những lời nội thiểu suy nghĩ vô hình trung tai gây ra những muộn phiền, đau lòng cho đối phương. Tài chỉnh, phần trình ta lọc lên xuống thất thường nguồn thu nhập không ổn định đòi hỏi bản mệnh, phải có khả năng quản lý tiền bạc tốt mới tránh rơi vào cảnh tủng thiểu. Cẩn trọng, thói ỷ lại, chờ đợi và phụ thuộc vào người khác chỉ khiến cho công việc của bạn dở gian. Tội ất dầu cần biết kiềm chế những vọng tưởng hảo quyền của mình. Tội đinh dầu tránh hành động mù quáng mà không suy nghĩ kỹ càng. Tội kỹ dầu có thể gặp phải thất bại nặng nề do mơ mộng quá đa. Tội tân dầu cần phải lên kế hoạch quản lý tiền bạc cụ thể. Tội quý dầu nên chú ý tới chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý. Con số may mắn số 1, số 38, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi sửu. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc. Vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Con giáp này khẳng định được vị thế tiếng nói bản lĩnh của mình trong môi trường làm việc tập thể mới. Tuy nhiên, dù bận rộn thế nào, cũng đừng quên dành cho bản thân những chuyến du lịch, nghỉ ngơi để phục hồi thể trạng trong ngày. Tình cảm Vân trình tình cảm ảm đạm, tuổi tuốt và nửa kia khó lòng tìm được tiếng nói chung với nhau vì thể mâu thuẫn nói tiếp nhau cũng là chuyện dễ hiểu. Những cuộc tranh cãi liên miên chỉ càng khiến cho người trong cuộc mất niềm tin vào mối quan hệ tình cảm hiện tại. Tài chính Vân trình Ta Lộc do giàu, người làm nghề tự do, buôn bán kinh doanh, có được khoản lợi nhuận khủng từ công việc trong ngày. Cẩn trọng, cảm xúc bất an, lo lắng chỉ càng khiến tâm trạng thêm tồi tệ. Tuổi giáp tuất, hung tin gây khó khăn khiến cuộc sống trở nên bế tắc. Tuổi bính tuất, vất vả cân đối khi khó khăn về tài chính bắt đầu gia tăng. Tuổi mậu tuất, dễ gặp phải những rắc rối do bị tiểu nhân chờ xấu. Tuổi canh tuất, chủ quan nên rơi vào tình trạng bị động. Tuổi nhầm tuất, tình cảm gia đình ấm êm, vợ chồng thấu hiểu lẫn nhau. Con số may mắn số 13, số 11, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc. Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi, Khả năng quyết đoán, tự tin vào năng lực của mình giúp cho con giáp này gặt hái nhiều thành tích vượt ngoài mong đợi. Môi trường làm việc thoải mái cũng giúp cho người tuổi hoài an tâm thể hiện khả năng. Tình cảm, vận trình tình cảm hài hoa, tình yêu đôi lửa trở thành chỗ dựa vững chắc giúp cho bản mệnh vượt qua các áp lực trong cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, cảm xúc hay thay đổi thất thương dễ trở thành cản trở lớn trong mỗi quan hệ tình cảm này tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến, các dự án đầu tư hợp tác suôn sẻ đem về cho người tuổi hoài nguồn thu nhập đáng kể. Cẩn trọng, tính cách nóng nảy dễ khiến người khác e dè và không giảm lại gần. Con số may mắn số 17, số 16, màu sắc may mắn màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi môi. Tuổi ất hợi, vận khí sa sút chưa chú tâm vào những gì mình đang làm tuổi đinh Hại làm việc theo cảm hứng nên hiệu quả không được như mong đợi tuổi kỷ hài, nên sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình tuổi tân Hải nên thay đổi cách thức làm việc và có trách nhiệm hơn tuổi quý hợi đôi lửa có những giây phút ngọt ngào bên nhau